Thị trường ta ngày hôm nay tiếp tục có một phiên tăng rất là mạnh, đúng không? Và động lực thì chúng ta thấy đến từ cái nhóm VN30 cũng như là một số cái nhóm ngành riêng lẻ khác, ví dụ như nhóm chứng khoán. Đó thì liệu rằng là ngày mai VN-Index sẽ như thế nào, diễn biến của các nhóm ngành sẽ ra sao, thì em An cùng anh chị sẽ đi tìm hiểu và phân tích ở trong video này nhé. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với chương trình bản tin chứng khoán sau giờ giao dịch cùng với em An. Chương trình chúng ta sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ 15 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần mọi người nhé. Rất là mong anh chị em sẽ cùng chú ý và đón xem với em An. Ok, chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần tổng quan của phiên giao dịch ngày hôm nay một chút. Đó. Để cho anh chị em có những cái góc nhìn nó tổng quát nhất về thị trường nhé. Ok, thì VN-Index chúng ta ngày hôm nay tăng 10,49 điểm và đóng cửa ở mức 1.108,31 điểm. Và ngày hôm nay chúng ta có tới 262 mã tăng, 121 mã giảm. Đó. VN30 cũng tăng 11,24 điểm và đóng cửa ở mức 1.102,32 điểm. Chúng ta có 24 mã tăng và 6 mã giảm, tương đối là tốt về cái mức độ lan tỏa, đúng không ạ? Tiếp theo là HN Index cũng tăng 2,16 điểm, đóng cửa ở mức 228,72 điểm và chúng ta có 117 mã tăng, 67 mã giảm. Đó, cuối cùng là Upcom thì tăng 0,33 điểm, đóng cửa ở mức 84,43 điểm và có 186 mã tăng, 106 mã giảm. Đó, thì đấy là về độ dòng thị trường cũng như là điểm số ngày hôm nay thì chúng ta nhìn thấy là khá là tích cực, đúng không ạ? Khá tích cực cả về điểm số lẫn cái độ dòng thị trường, cái sắc xanh lan tỏa tương đối tốt. Đó, và ngày hôm nay chúng ta thấy các cái cổ phiếu tác động mạnh tới thị trường thì chúng ta có Vinhome, Vietcombank, VIX, MBB, Techcom, rồi GAS, GVR, SSI, VND, các chứng khoán ngày hôm nay rất là tích cực, đặc biệt có VND ngày hôm nay còn có sắc tím cơ, đúng không ạ? Chiều ngược lại chúng ta có Masan, TPBank, LGC, PAO, PNG, rồi một số cổ phiếu nhỏ khác. Hôm nay thì chúng ta thấy là cổ phiếu nhà Bắc Vượng đóng vai trò kéo thị trường tương đối là tốt từ sáng, từ những cái thời điểm phiên sáng, sau đó đến phiên chiều, đặc biệt là cuối phiên thì nhóm ngân hàng bắt đầu là có những sự quay trở lại, đúng không ạ? Đó, thì đấy là các cổ phiếu tác động tới chỉ số ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta thấy thanh khoản ở mức cũng khá là cao mọi người nhé, cũng là khá là cao đấy. Mặc dù là thấp hơn phiên ngày hôm qua cũng như thấp hơn trung bình một tuần, nhưng mà với thanh khoản 18.698 tỷ, đúng không? Khối lượng giao dịch vẫn trên 1 tỷ cổ phiếu, thì đây vẫn là một cái mức thanh khoản rất là cao nhé mọi người nhé, rất là cao. Đặc biệt là đến từ phiên chiều cũng như là cuối phiên, đó, nó cho thấy là cái việc cái dòng tiền hiện tại ở ngoài thị trường vẫn còn đang rất nhiều mọi người nhé, vẫn còn đang rất nhiều, đúng không? Cổ phiếu cứ điều chỉnh xuống là chúng ta sẽ thấy có những cái áp lực, có những cái lượng cầu hấp thụ những cái áp lực bán ra, đó. Thì dòng tiền em thấy ngày hôm nay nhảy vào bắt gọi là bắt đáy đấy, đúng không? Cũng có thể gọi là bắt đáy, khá là tốt mọi người nhé, khá là tốt. Đó. Hôm nay thì chúng ta thấy khối ngoại, đó. Khối ngoại thì kết phiên ngày hôm nay thì tích cực hơn hôm qua, đúng không? Khi mà hôm qua buổi sáng thì bán dòng, mua dòng nhẹ, và kết phiên thì lại bán dòng khoảng tầm hơn 100 tỷ. Nhưng mà ngày hôm nay thì sáng mua, đến chiều kết phiên vẫn mua mọi người nhé, kết phiên buổi chiều vẫn mua và mua dòng 89 tỷ. Đó, tập trung mua SSI, VND, rồi một số cổ phiếu khác, HD Bank, Vietcombank, KBC, VCI, đúng không? Đó, rồi chiều bán thì bán Vinamilk, CTG, ST8, Masan, rồi Đất Xanh, đúng không? PAN là những cổ phiếu mà cũng ngoại bán. Chúng ta thấy là nhóm chứng khoán là mua khá nhiều nhá. Nhóm chứng khoán ba ông gần như là gọi là vốn hóa cũng có thể coi là lớn nhất, đúng không? Thì mua khá nhiều. Đó, thì đấy là về cái diễn biến của khối ngoại. Nhóm ngành thì hôm nay chúng ta thấy là kết phiên thị trường thì tương đối tích cực về hầu hết các nhóm ngành, đúng không? Có mỗi điện thôi, còn lại thì hầu hết là xanh hết, ngân hàng, bất động sản, dịch vụ tài chính đều tăng khá tốt. Và đặc biệt là dịch vụ tài chính cộng với một vài cổ phiếu trong nhóm ngân hàng, ví dụ như MB, Techcom, đúng không? VIB. Đó. Còn bất động sản thì nhìn chung là vẫn đang là những cái nhịp tích lũy thôi. Tích lũy đi ngang tích lũy thôi, nhưng mà nó có Vinhome và VIX ngày nay kéo rất là mạnh, cho nên là tổng kết lại thì nhóm ngành vẫn đang tăng khá tốt, tăng tới 3 điểm. Đúng không? Đó. Thì đấy là tổng quan về phiên ngày hôm nay mọi người nhá. Nhìn chung thì phiên ngày hôm nay
phiên ngày hôm nay em An đánh giá là một phiên tương đối tốt, đặc biệt là về cuối phiên, đặc biệt là về cuối phiên, đúng không ạ? Đó, cả về điểm số, cả về độ rộng thị trường, thanh khoản cũng như là giao dịch của khối ngoại. Ngày hôm nay giao dịch của khối ngoại cũng là một cái điểm sáng đấy, cũng là một cái điểm sáng đấy. À, quay lại mua dòng thì cũng là những cái mình ta có thể là kỳ vọng, đúng không? Chúng ta có thể kỳ vọng. Đó, thì đấy là tổng quan phiên giao dịch của chúng ta ngày hôm nay. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ sang phần nhận định thị trường nhé, phần thứ hai nhận định thị trường để cho anh chị em có những góc nhìn sát nhất về thị trường cho phiên ngày mai. Đó, anh chị em nào đang xem livestream thì đang xem video thì mọi người có thể ủng hộ cho em An một like, một subscribe kênh cũng như là một quả tim ở dưới phần bình luận mọi người nhé, để giúp cho em An có thể là lan tỏa cái video này, tăng cái tính tương tác của video tới nhiều anh chị em nhà đầu tư khác hơn nhé. Rất là cảm ơn anh chị. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phần nhận định thị trường ngày hôm nay. Ok, thì VN Index ngày hôm nay chúng ta thấy là trong khung daily thì nhìn chung nó vẫn là một cái đà tăng tương đối mạnh thôi, đúng không? Vẫn là một cái trạng thái tăng tương đối mạnh, vẫn đang là trạng thái song kiếm hợp bích này. Và kèm theo đó là đang bốn kiếm đều đang hướng lên. Đây là một cái trạng thái tăng tương đối mạnh của VN Index nhá. Tuy nhiên thì chúng ta thấy có một số vấn đề. Thứ nhất là nó vừa mở hai gap ở đây, đúng không ạ? Phiên ngày mùng 2 tháng 6 và mùng 5 tháng 6 là mở hai gap tương đối lớn. Đó, cộng với lại là bắt đầu từ ngày mai thị trường ta sẽ có những cái nhịp, có những tín hiệu tách kiếm. Đó, 2 4 5 6 7 8 9 đúng không? Từ ngày mai sẽ có tín hiệu tách kiếm. Tuy nhiên thì ngày mai nếu mà nó cứ vượt đỉnh, ngày mai em nghĩ là nó sẽ tiếp tục vượt cái vùng đỉnh ngắn hạn ở ngày hôm nay. Khi mà ngày hôm nay đóng cửa thì cao nhất phiên rồi, cho nên ngày mai nghĩ nó sẽ vẫn là trạng thái tăng thôi. Khách sạn thì có thể nó sẽ chứng lại ở phiên ngày kia, tức là ngày thứ sáu, đúng không ạ? Sáu hôm nay là thứ tư đúng không anh chị em? Đó, hôm nay thứ tư thì nó sẽ có khách sạn, em nghĩ là khách sạn sẽ mở ra vào ngày thứ sáu, và lúc đấy thì có thể VN Index chúng ta sẽ hướng tới đang hướng tới những vùng 1120 rồi, em nghĩ là sẽ hướng tới những vùng này. Đó, cho nên anh chị em lưu ý ở trong ngắn hạn thì cái xu hướng của VN Index em nghĩ là nó sẽ hướng tới vùng 1120 trước, vùng đỉnh cũ trước, trước khi có thể quay lại nếu muốn lấp lại cái gap này, đúng không? Cũng như là bắt đầu có tín hiệu khách sạn. Đó, ngày hôm nay thì H1 có khách sạn cộng với mở gap cung daily, nhưng mà VN Index nó bỏ qua hết, đúng không? Bỏ qua hết, không quay lại điều chỉnh về khách sạn cũng như không lấp gap. Đó, nó chứng tỏ cái dòng tiền hiện tại đang tương đối mạnh mọi người nhá. Đó, mọi người nhìn đây, khách sạn ngày hôm nay này, nó mở rất sớm nhưng mà không quay lại luôn, nó tích lũy đây, sau đấy nó bắt đầu có nhịp bứt phá đỉnh cũ luôn này. Đó, thì anh chị em lưu ý một chút về cái dòng tiền hiện tại, em nghĩ là nó đang tương đối là khỏe, nhưng mà khỏe thì khỏe thôi, đúng không? Ta vẫn cái vùng đỉnh cũ này chúng ta vẫn nói với nhau rồi, cái vùng 1120 này nó vẫn là một vùng kháng cự tương đối mạnh ở trong thời gian tới nhỉ. Nó vẫn là một cái vùng kháng cự tương đối mạnh trong những cái có thể trong phiên ngày mai hoặc ngày kia. Cho nên anh chị em lưu ý giúp em An là khi mà thị trường tăng lên đây thì cố gắng hạn chế mua và chúng ta có thể là canh những cái nhịp mà thị trường tăng lên những vùng này. Nếu như có những cổ phiếu mà tiến đến những vùng kháng cự ấy, thì anh chị em có thể cân nhắc hạ bớt. Có thể cân nhắc hạ bớt để canh những nhịp điều chỉnh chúng ta sẽ mua co vào lại nhé. Lưu ý giúp em An là hạ bớt thôi nhá, còn em vẫn nghĩ là với một cái xu hướng tăng khá mạnh như này thì thị trường ta sẽ có cơ hội vượt vùng này, vượt vùng 112x, nhưng mà trước khi vượt được nó sẽ cần phải có những cái nhịp rung lắc, có những nhịp tích lũy trở lại. Đó, cho nên chúng ta sẽ canh những nhịp mà nó rung lắc và tích lũy để chúng ta mua lại, mua co vào lại nhá. Đó, còn xu hướng chung của thị trường thì chúng ta phân tích với nhau rồi, cả về Ichi, cả về phân tích kỹ thuật phương Tây, chúng ta đều phân tích rồi, đúng không? Nó đã sang một cái xu hướng tăng mới. Và cái xu hướng này em đánh giá nó khá là mạnh. Nó khá là mạnh. Nếu như anh chị em nào chưa xem cái phân tích của em An về cái xu hướng, cái trend của VN Index theo phân tích kỹ thuật phương Tây ấy, thì có thể mọi người xem lại cái livestream buổi trưa nay của em, hoặc là buổi tối ngày hôm qua, tối ngày mùng 5 tháng 6, đúng không? Thì em An có phân tích cụ thể về cái trend của VN Index theo cả phân tích kỹ thuật phương Tây luôn đấy. Đó, thì đấy là cái xu hướng chính của chúng ta. Nhưng sẽ lưu ý cái vùng kháng cự đây nhé mọi người nha. Nó lên như này, kể cả có mua thì mua những cổ phiếu mà đang ở nền ấy, thì chúng ta cũng mua lấy vị thế thôi, chứ chúng ta sẽ không mua full nhé mọi người nhé, sẽ không mua full, kể cả với những cổ phiếu mà nó đang ở những vùng nền đó, bởi vì là lên đây thì hoàn toàn thị trường có thể điều chỉnh tiếp,
thì điều chỉnh tiếp nó sẽ vẫn có những nhịp mà có thể nhúng sâu hơn một chút ở trong vùng nền, thì chúng ta sẽ chờ đợi những nhịp điều chỉnh để chúng ta mua với những vị thế tốt hơn đó. Tất nhiên là cổ phiếu đang ở nền thì anh chị em vẫn có thể mua lấy vị thế được nhưng mà nha, 30-50% là thoải mái đó. Nhưng mà nếu như mà VNX tiếp cận lên vùng này thì chúng ta sẽ bớt lại một lượng tiền để có thể mua cân lại và chờ đợi những cái vị thế nó tốt hơn nhá. Đó, thì đấy là về VNX ở trong VNX của chúng ta. Mọi người lưu ý giúp em An là chuẩn bị có khách sạn, nhưng mà ngày mai nếu mà vượt đỉnh tiếp thì nó sẽ chưa có, thì chúng ta sẽ chú ý vào phiên cuối tuần nhá. Vâng, đó đấy là một cái điều mà em An lưu ý đến anh chị đó. Nhưng mà cái nhịp điều chỉnh này thì là để cho anh chị em nào mà chưa có hàng thì mọi người canh nhặt vào nhá. Đấy, còn anh chị em nào đã có hàng và cầm tương đối nhiều hàng thì lên đấy, nếu mà nhanh nhẹn thì có thể là hạ bớt, đúng không? Hạ bớt một chút và chờ đợi mua khi cover lại, đúng không? Ví dụ như trong room của em An thì hàng bây giờ đang rất là nhiều rồi, hàng bây giờ cũng đang rất là nhiều, đúng không? Hàng cũng đang rất nhiều cho nên là nhìn chung cái vị thế thì giờ khá là yên tâm rồi, hàng cũng đã về hết rồi đó, đó cái vị thế đang khá là ổn rồi, đúng không? Cho bây giờ thì chỉ cầm hàng thôi. Nếu anh chị em nào mà xác định đánh ngắn hạn một chút thì canh để lướt lát một tí thôi, còn anh chị em nào xác định đánh cầm dài hơn một chút, đánh trung hạn thì mọi người cứ cầm im nhá, cứ nằm im đấy thôi. Giai đoạn này không cần phải lướt lát quá nhiều đâu, lướt lát nhiều thì khả năng lại bị mất hàng đấy, khả năng còn bị mất hàng đấy, đúng không? Lưu ý giúp em An. Đa số anh chị em thì bị gọi là theo một cái thiên hướng là trading ngắn hạn khá nhiều đó, trading ngắn hạn nhiều quá đó, cho nên là nó sẽ dễ dẫn đến việc mà mọi người bị mất cơ hội hoặc là bị mất những cái lợi nhuận, đúng không? Mất, chúng ta chỉ kiếm được những khoản lợi nhuận khoảng tầm 10-15% thôi là chúng ta đã bán rồi đó, cho nên chúng ta sẽ mất những cơ hội để kiếm được những khoản lợi nhuận lớn trong khi cơ hội đang rất là lớn đó. Cho nên anh chị em nhớ giúp em An nhá, nhớ giúp em An là cái xu hướng đang tốt, thị trường đang tốt, cổ phiếu đang tốt, mua được vị thế cũng tốt rồi thì cố gắng là hạn chế giao dịch đó, hạn chế giao dịch. Nếu ngứa tay quá thì chỉ giao dịch khoảng một phần nhỏ thôi, 1/2, 1/3 thì đấy thôi, còn luôn luôn phải để một phần để cầm xác định cầm dài luôn, cầm khi nào hết trend thì thôi nhá. Đó, nhớ giúp em An cái điều đấy để có thể là kiếm được những khoản lợi nhuận lớn ở trên thị trường, đúng không? Mọi người thấy em An giao dịch rất là ít nhá, đó, giao dịch cực kỳ ít luôn, mọi người nhìn thấy không ạ? Giao dịch cực kỳ ít mà những cái cổ phiếu mà nó có chen ấy, em luôn luôn có 1/2 ở trong những vùng này, luôn luôn có 1/2 ở trong tài khoản, đúng không? Đó, còn những cổ phiếu này em có bán ở nhịp gần đây ấy, thì vẫn là đang bán và đợi những nhịp để em mua co vào lại thôi, đúng không? Bạn luôn luôn chỉ bán 1/2 thôi nhé mọi người nhé, đó, và canh những nhịp điều chỉnh là em sẽ mua co vào lại thôi, đó, rất là nhanh thôi. Đó, cho nên anh chị em nhớ giúp em An nhá, nhớ giúp em An là nếu có muốn bán, muốn lướt lát thì chỉ lướt lát một phần thôi, đó. Giai đoạn này thì em nghĩ là nhiều khi là anh chị em chỉ cần nằm im thôi là đã kiếm lợi nhuận rất là lớn rồi, không cần phải giao dịch quá nhiều đâu nhá, không cần phải giao dịch quá nhiều nhé mọi người nhá, đó. Còn hôm nay thì nhìn chung là em An không mua gì cả, bởi vì là hàng rất nhiều rồi, nhóm nào cũng đầy đủ hết rồi, chỉ có nhắn cho anh chị em là nếu ngày hôm nay chưa có thép thì nhớ mua thôi, nhớ mua thép thôi. Còn thép thì em An có hàng rất là lâu rồi đó, có hàng rất là lâu rồi, từ những vùng, từ những thời gian trước là 15.3 này, rồi loanh quanh những vùng trước, đúng không? Đó, đó, rồi hôm qua hôm kia thì có đẩy thêm một cái lệnh cho Nam Kim nữa thôi đó, để cho anh chị nào chưa có thép thì cầm thôi, thì mua thôi, bởi vì là giai đoạn này thì em thấy là thép tích lũy rất là tốt rồi, đúng không? Cái cơ hội của thép thì em có chia sẻ với anh chị em rồi, đúng không ạ? Đó, ngày 5 tháng 6 này mua Nam Kim này đó, và hôm nay còn cũng nhắc lại với anh chị nữa, hôm nay nhắc lại với anh chị là nếu như mà chưa có hàng thì canh những cái điểm để tham gia thôi, đúng không? Đó, hôm nay nhắc lại này, anh chị em nào chưa có thép thì nhớ mua này. Hiện tại còn hoa sen, lúc mà em nhắn nó vẫn đang loanh quanh 15.8, 15.85, 15.9 gì đấy đó, cho nên là hoàn toàn đủ thời gian cho anh chị em mua. Còn Nam Kim thì khả năng sợ anh chị mua hơi khó, tại vì kể cả ngày hôm qua thì nó chỉ về 16 thôi, nhưng mà nó dư mua vẫn còn khá nhiều, cho nên là chưa chắc anh chị em đã mua được. Nếu có anh chị em nào chấp nhận mua cao hơn một chút về khoảng tầm 16.05 thì sẽ hoàn toàn mua được, nhưng mà nếu đợi 16 thì có lẽ là hơi khó, thì cũng vẫn đang đợi cái này để xem có anh chị em nào thích Nam Kim thì tham gia thôi, vẫn đang đợi đó. Ok anh chị em nhé, thì đấy là về phần nhận định thị trường, mọi người nhớ lưu ý giúp em An đó. Tiếp theo thì chắc là chúng ta sẽ đến với phần thứ ba, sẽ chia sẻ một vài cổ phiếu để anh chị em có thể cân nhắc tham gia cho phiên ngày mai
Nhưng mà lưu ý giúp em An là ngày mai nếu nó tiến lên những vùng đỉnh cũ thì có tham gia thì cũng tham gia lấy vị thế thôi nhé, có tham gia thì cũng tham gia lấy vị thế thôi chứ không nên mua hết nhé. Chúng ta sẽ để một cái lượng tiền mặt để nếu như thị trường điều chỉnh xuống những vùng bên dưới 108x cộng trừ đúng không, thì chúng ta sẽ mua con và chúng ta sẽ mua gia tăng để có cái vị thế nó tốt hơn nhé. Đó, ok, anh chị em nào mà chưa like chưa thả tim thì mọi người nhớ giúp em An một like một tim ở dưới phần bình luận mọi người nhé. Rồi anh chị em nào mà chưa tham gia vào room cộng đồng, room Zalo thì mọi người nhớ tham gia vào room cùng với em An. Link room em có để trong phần mô tả mọi người nhé. Đó, vào room thì em An sẽ hỗ trợ mọi người 24/24 những cái cổ phiếu mà anh chị em quan tâm, hoặc là những cái cơ hội đầu tư nếu như có thì em An cũng sẽ chia sẻ cho anh chị em ở trong room Zalo nhé. Đó, anh chị em nào chưa tham gia thì mọi người nhớ tham gia cùng với em An nhé. Đó. Rồi thì chúng ta sẽ đến với một vài cổ phiếu có điểm mua cho anh chị trong phiên ngày mai, thì chắc chắn sẽ vẫn có thép thôi đúng không, vẫn hoa sen em nghĩ là vẫn vùng 16.1 này, loanh quanh vùng 15.8, 16, 16.1 thì vẫn là vùng mà anh chị em mua được, nhưng mà cố gắng là canh những nhịp giá đỏ càng gần vùng 15.8, 15.9 giúp em An nhé, càng gần 15.8, 15.9 càng tốt. Mọi người thấy hoa sen nó đã có một cái nhịp tích lũy rất là dài rồi đúng không, đó, tích lũy rất dài, Nam Kim cũng như vậy đó. Và trong cái phiên mà ngày mùng 1 tháng 6 ấy, là nó có ra một cái tin tức về cắt margin, nhưng mọi người thấy là gần như nó không thể được, nó không điều chỉnh mấy luôn đúng không, không bị phá vỡ như vùng 15, đó là một vùng hỗ trợ rất là mạnh đó, không phá vỡ, cho nên sau đấy thì mọi người đã thấy là nó có một cái nhịp bật tăng rất là tốt đúng không. Đó, cho nên với hoa sen em vẫn nghĩ nó sẽ là một cái cơ hội đầu tư rất là lớn cho anh chị, và đặc biệt hoa sen nó là một cổ gọi là một siêu cổ phiếu đấy, hoa sen sẽ là một siêu cổ phiếu nếu như anh chị em nắm giữ đủ một thời gian đó. Anh chị em nào nếu mà quan tâm tới hoa sen và muốn biết những cái target cũng như là cách nắm giữ với hoa sen để có thể là ăn được một siêu cổ phiếu thì anh chị em hãy liên hệ với em An sớm nhé. Đây sẽ là một siêu cổ phiếu và anh chị em cần phải chú ý nhé. Đó, hoa sen và Nam Kim thì cũng tương tự thôi, nếu điều chỉnh thì hoa sen và Nam Kim đều mua được nhé. Nam Kim thì càng gần 16 càng tốt nhé, càng gần 16 càng tốt. Đó, nó sẽ mà mọi người mua được nhé với Nam Kim. Đấy là một hai mã thép thì mọi người mua một trong hai nhé. Tiếp theo thì có lẽ là ngày hôm qua bất động sản em An chia sẻ đất xanh với lại sale ở trong livestream buổi tối rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm nhóm ngành nào bây giờ nhỉ? Chúng ta sẽ tìm vào nhóm đầu tư công thì hôm nay nó cũng bật tăng mất rồi. Em nghĩ là hôm nay với chứng khoán ngày hôm nay đã bật tăng rất là mạnh rồi ấy, thì cái dòng tiền ngày mai em nghĩ là ngày mai kia nó sẽ lan tỏa sang nhóm bất động sản và nhóm đầu tư công đấy đúng không, bất động sản đầu tư công đấy, cho nên anh chị em có lẽ là chú ý đến bất động sản thôi, chú ý bất động sản đi. Bạn này thì em nghĩ là sale vẫn là một cổ phiếu mua được nhá, sale vẫn là một cổ phiếu mua được. Mọi người nhìn thấy nó có 2-4-5 phiên này đúng không, 5-6 phiên tích lũy khá là tốt đây này, và cái vol mọi người nhìn nhá, tích lũy này nhưng vol nó không lớn nhỉ, tích lũy này nhưng vol nó không lớn, kể cả phiên ngày hôm nay lúc điều chỉnh xuống những vùng 26.1 vol cũng không hề lớn nhá. Đó, và ngày hôm nay chị em nào mua lên quanh vùng 26.1 là rất là đẹp đấy, rất là đẹp đấy, nó có một cái hỗ trợ trong khung H1 này đó, anh chị em thấy không, đó để mua những vùng này rất là đẹp này đúng không. Đó thì em nghĩ là em có thể tham gia được nhé, có nhắc tham gia được, bây giờ chứng khoán chạy rồi đúng không, ngân hàng chạy rồi thì dòng tiền em nghĩ là nó sẽ lan tỏa sang các nhóm ngành khác thôi, ví tiêu biểu như là bất động sản, đầu tư công và thép cũng như là bất động sản công nghiệp, nó sẽ luân phiên trong những cái phiên tới thôi. Thì anh chị em nhớ đẩy đến những cổ phiếu này, và nếu như anh chị em nào chưa có thì nhớ cái điểm tham gia nhé, nhớ điểm tham gia với những nhóm này. Đó, có lẽ là trong video này thì chắc em An chia sẻ hai cổ phiếu thôi, tại vì là nhiều quá thì nhiều khi anh chị em cũng không mua hết được đúng không. Rồi ok, thì đấy là những cái gì mà em An muốn chia sẻ đến anh chị em, tổng kết cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Anh chị em nào mà chưa có ai đồng hành thì mọi người hãy nhớ liên hệ với em An sớm để chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau, cùng nhau sát cánh ở trên thị trường. Đó, em An sẽ add mọi người vào room tư vấn của cá nhân em nhé. Đó, mọi người nhìn thấy điểm mua, điểm bán đều rất là ok đúng không? Và khi có cơ hội đến, cái quan trọng này, khi có cơ hội đến em An sẽ để cho mọi người có những cái phương pháp để gồng lãi cực kỳ tốt đúng không? Cái cơ hội, nhưng cái quan trọng là phải có cơ hội đúng không? Và cái giai đoạn này cơ hội cực kỳ lớn. Mọi người nhìn thấy chứng khoán đã gồng rất là lợi nhuận rất là lớn rồi, và đang hướng tới những cổ phiếu khác cũng đang có những lợi nhuận rất là lớn, và kỳ vọng là những cái nhịp, những cái target trung hạn
Đó, cho nên là nhiều khi anh chị em mua được đúng cổ phiếu rồi nhưng mà em nghĩ là sẽ có nhiều anh chị em không không cầm được ấy, đúng không? Không giữ được. Đấy, cho nên anh chị em cứ về với đội về mang thì chắc chắn là cổ phiếu nào đẹp có chen là anh chị em yên tâm là sẽ gồng hết sức về mang, đúng không? Gồng to tay. Đó. Ok, thì đấy là video ngày hôm nay, chắc là em An xin phép kết thúc video đây nhá. Chúc anh chị em một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình cũng như người thân nhá. Anh chị em hãy nhớ cầm điện thoại lên và liên hệ ngay với em An nhé. Đừng ngại ngùng gì cả, chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau, cùng nhau kiếm lợi nhuận ở trên thị trường mọi người nhé. Rồi ok, xin chào mọi người. À quên, anh chị em nhớ ủng hộ cho em An một like, một subscribe kênh nhé, cũng như một quả tim dưới phần bình luận. Đó, rất là cảm ơn mọi người nhé.